cả nhà. À, gia đình Lý Hải vừa mới xem xong clip của gia đình Quyền Linh, vừa hát vừa nhảy rất là dễ thương. À, bây giờ gia đình Lý Hải cũng muốn cover lại, nghĩ coi nó dễ thương như thế nào, các bạn xem thử nha. Rồi chuẩn bị nha, các con chuẩn bị nha. Yeah. Rồi đứng nào. Vừa mới thu hoạch, mới nhất từ ở trên. Mới trồng lại, rau rất là tươi. Mẹ ơi, thích ăn rau. À, giống như mà mặc dù mình mua rau ngoài chợ rất là tươi, rất là ngon, rất là nó, nhưng mà không biết làm sao nữa, có thể nói là mình ăn mình cũng có thể là bỏ mứa một hai miếng rau nào đó. Nhưng mà đối với rau ở nhà mình trồng là không bỏ sót một miếng nào hết. Chính xác. Bởi vì mình trồng rất là cực. Lúc đó tự nhiên thấy trân trọng đúng không? Trân trọng từng cọng rau. Nó mặc dù là đây là thu hoạch đầu tiên của 2018. À, năm 2018. Đây, tắt ở nhà luôn nha. Tắt ở nhà và rau cải ở nhà luôn. Rồi có ba Hải ở nhà thì mới được, chứ mà ở nhà mẹ Hà mất 104 cái cây siêu quậy này, cho nên không có thời gian chăm rau. Ở ba Hải ở nhà thì ba Hải mới còn mẹ Hà thì mới làm được, còn không có là thôi chứ tao héo hết trơn. Lê Hải rất là anh Hải á, nếu như mà không làm ca sĩ hoặc là không làm đạo diễn thì Hà thấy là đi làm nhà nông được, tại vì Lê Hải rất là thích ăn cái món canh cải.
canh cải này ở nhà mà má hay nấu với quê là chỉ cần canh cải là nấu với tôm khô tép bạc mà đập dập 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 ra là nấu chan cơm ăn. Ồ, cơm nguội cũng được tuyệt vời. Nghe rất là tụng thần hả mấy anh ha. Mình sắp tết đến rồi, mình hy vọng là cả nhà sẽ có những cái ngày chuẩn bị tết thật là vui, và nếu như mà các bạn có thể sắp xếp được thời gian thì nên cùng các con và cùng gia đình của mình, ví dụ cùng mẹ của mình hoặc là ba mẹ của mình, ông bà ngoại đó, ông bà nội, và cùng nấu với nhau một cái bữa ăn gia đình.